cột sống của con người kéo dài từ hộp sọ đến xương chậu, giữ vai trò giống như trục đỡ cơ thể, bảo vệ dây thần kinh cột sống và giúp cơ thể hoạt động linh hoạt. Cột sống được cấu tạo từ nhiều đốt xương xếp chồng lên nhau, ở giữa những lớp đệm được gọi là đĩa đệm. Thoái hóa cột sống lưng là hậu quả của quá trình lão hóa cột sống, gây ra nhiều triệu chứng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Theo thống kê, thoái hóa cột sống lưng chiếm tới 31% các trường hợp bị thoái hóa khớp. Các dây thần kinh tại lưng chi phối hoạt động cho toàn bộ vùng thân dưới, bao gồm mông, chân, cơ quan bàng quang, hậu môn. Thoái hóa cột sống thắt lưng là nguyên nhân hàng đầu gây chèn ép các dây thần kinh này, đặc biệt là dây thần kinh tọa. Trong trường hợp bị chèn ép nặng, người bệnh có thể bị mất kiểm soát đại tiểu tiện, liệt chân, rất nguy hiểm và lúc này buộc phải can thiệp phẫu thuật giải phóng dây thần kinh kịp thời. Nguyên nhân dẫn đến thoái hóa cột sống lưng. 1. Hậu quả của thoái hóa tự nhiên. Theo thời gian, khi cột sống chịu áp lực lớn từ tư thế đứng thẳng và các hoạt động hàng ngày, cột sống cũng bị lão hóa. Theo nghiên cứu, quá trình thoái hóa cột sống diễn ra nhanh hơn, bắt đầu từ tuổi 30 trở đi. Tốc độ lão hóa ở mỗi người là khác nhau, tùy theo chế độ ăn uống, sức khỏe, tập luyện. Do đó, càng lớn tuổi thì nguy cơ mắc thoái hóa cột sống lưng càng cao, nhất là khi thiếu canxi cung cấp cho xương. 2. Chế độ ăn uống thiếu dinh dưỡng. Chế độ ăn uống kém gây ảnh hưởng tới sức khỏe nói chung và xương khớp nói riêng. Đây cũng là nguyên nhân làm đẩy nhanh quá trình lão hóa, gây thoái hóa cột sống lưng. Chế độ ăn không tốt cho cột sống và xương khớp là chế độ ăn thiếu magie, canxi và vitamin. Những người hấp thụ quá nhiều thực phẩm chứa protein, phốt pho, muối nhưng lại thiếu canxi và các vitamin dễ bị thoái hóa cột sống lưng hơn những người có chế độ dinh dưỡng cân bằng. 3. Do chấn thương. Thoái hóa cột sống lưng có thể là hậu quả của chấn thương do tai nạn, các môn thể thao hay lao động gây ra. 4. Do thói quen công việc. Thoái hóa cột sống lưng phổ biến hơn ở những người làm công việc nặng nhọc, phải bê vác thường xuyên hoặc những người làm văn phòng ngồi lâu một tư thế trước máy tính. Ngoài ra, những người làm công việc như nha sĩ, thợ sơn, thợ cắt tóc cũng có nguy cơ thoái hóa cột sống lưng cao hơn do phải cúi, ngửa cổ nhiều. 5. Do mắc bệnh lý xương khớp. Các bệnh lý có thể làm tổn thương xương khớp cột sống như viêm khớp, đau lưng, viêm xương, gai cột sống, bệnh gút, tiểu đường, thoát vị đĩa đệm, làm tăng nguy cơ tiến triển của thoái hóa cột sống lưng. 6. Béo phì, cân nặng lớn làm tăng áp lực cho cột sống, theo thời gian sẽ làm suy yếu, tổn thương sụn khớp, mất tính đàn hồi của đĩa đệm, xơ cứng dây chằng bao khớp. Đây là nguyên nhân khiến hầu hết người béo phì đều gặp phải bệnh lý xương khớp, trong đó có thoái hóa cột sống lưng sớm. Nguyên nhân gây thoái hóa cột sống lưng ở mỗi bệnh nhân có thể là khác nhau, đôi khi do kết hợp của nhiều nguyên nhân cùng lúc. Để chẩn đoán, bác sĩ sẽ phỏng vấn để tìm ra những thói quen hay tính chất công việc nguy cơ cao gây ra bệnh lý. Chia sẻ về cách phòng tránh căn bệnh thoái hóa cột sống, Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng, giám đốc trung tâm cơ xương khớp bệnh viện Bạch Mai cho biết: cái tư thế cũng là một yếu tố rất là quan trọng trong cái việc mà gây ảnh hưởng đến sự xuất hiện của các bệnh lý cơ xương khớp và các cái triệu chứng của bệnh. Thì về mặt cơ bản là khi chúng ta ngồi làm việc là tư thế lúc nào cũng phải giữ ngay ngắn và cái cột sống phải giữ ở tư thế thẳng và sinh lý, đó là các cột sống phải có cái trục thẳng ngay ngắn và có cái vị trí đường cong của cột sống nó phải bình thường, đó là cái vị trí cột sống cổ và cột sống thắt lưng thì được cong thì cong ra trước, còn cột sống lưng thì có xu hướng cong ra sau. Tuy nhiên là đây là một cái tư thế nó có thể thay đổi và ảnh hưởng rất nhiều tư thế làm việc, cho nên khi làm việc ở tư thế ngồi nhiều và ngồi lâu thì chúng ta nên chọn các cái bàn và các cái ghế cũng như các thiết bị máy móc mà chúng ta sử dụng trong quá trình làm việc, thí dụ như máy tính, thì về cơ bản thì cái bàn làm việc và cái ghế làm việc chúng ta phải điều chỉnh về độ cao cũng như là cái hướng để làm sao chúng ta có cái tư thế mắt nhìn thẳng và cột sống ở tư thế thẳng, trung gian giữa tư thế ngửa và tư thế cúi, và những cái tư thế này phải được duy trì cân đối và đều đặn trong suốt quá trình làm việc, và như thế thì phải tùy vào cái kích cỡ, cái chiều cao của mỗi cơ thể con người thì phải điều chỉnh cái ghế và cái bàn làm việc cho theo cái tỷ lệ khác nhau. Nhưng về cơ bản thì chúng ta luôn phải giữ cho cuộc sống ở tư thế thẳng cũng như là cái hướng nhìn thẳng về phía trước, tránh các tư thế nghiêng rồi quay rồi các tư thế quá cúi quá ngửa thì sẽ làm cho cái tình trạng co cơ nó không đều, sẽ dẫn đến cái tình trạng quá tải cho một số nhóm cơ hoặc là một số vị trí của các cái khớp, các cái xương và dẫn đến cái tình trạng thoái hóa có thể xuất hiện sớm và nặng hơn. Máy tính ấy, thì bao giờ cái màn hình cũng phải để trên mặt bàn và bàn phím thì phải đặt dưới cái khay bàn phím phía dưới,
chứ không bao giờ được đặt bàn phím trên mặt bàn cả. Cái thứ hai là màn hình bao giờ cũng phải thẳng ngay ngắn và vuông góc với cái góc nhìn của mắt mình. Màn hình phải điều chỉnh làm sao cho cái góc nhìn của mắt nó vuông góc với màn hình. Và cái ghế thì nên sử dụng ghế văn phòng, có thể điều chỉnh cao thấp được và nó phải vững, nó không được có cái góc di chuyển ở tư thế ngang, tức là cái ghế nó không vững thì nó sẽ làm cho cái mặt bằng của ghế nó có thể thay đổi theo chiều ngang, lệch phải hoặc lệch trái, và như thế thì nó sẽ làm cho cột sống không vững, cho nên cái ghế thì phải rất là vững. Và điều chỉnh chiều cao làm sao cho cái tư thế bàn tay khi đặt lên bàn phím là nó phải tư thế thẳng hoặc là một cái góc gấp dưới 15 độ. Với cái tư thế đó thì cái cột sống tự khắc được điều chỉnh ở tư thế là cân đối nhất, phù hợp nhất, không bị cúi và không bị ngửa. Và như thế thì nó sẽ phù hợp, nó tránh được các tình trạng co cơ không cân đối, tránh được các tình trạng quá cúi hoặc quá ngửa, cũng như là cái tình trạng mỏi chân và mỏi tay cũng như mỏi mắt trong quá trình làm việc kéo dài. Và thời gian làm việc cũng rất là quan trọng. Thông thường thì cái khoảng thời gian mà cơ thể có thể chịu đựng thích nghi được đối với người trẻ thì khoảng 1 tiếng đồng hồ. Một số người thì có thể là có thời gian chịu đựng tốt hơn, nhưng về cơ bản thì trong khoảng trên dưới 1 tiếng đồng hồ thì chúng ta phải thay đổi tư thế một chút. Chúng ta có thể đứng lên di chuyển, tập một vài cái động tác thể dục nhẹ nhàng, hoặc là di chuyển thực hiện các cái sinh hoạt khác như là uống nước, rồi chúng ta đọc báo hoặc làm gì đó, miễn là chúng ta di chuyển khỏi cái tư thế làm việc của chúng ta. Sau đó độ 5-7 phút gì đấy chúng ta lại quay lại làm việc. Nếu cái cách điều chỉnh về tư thế làm việc, về thời gian làm việc phù hợp như vậy, kết hợp với các cái hoạt động thể lực phù hợp, các bài tập phù hợp thì có thể chúng ta tránh được rất nhiều các cái bệnh lý cơ xương khớp mà do cái việc làm việc sai tư thế, làm việc ở tư thế cố định kéo dài, cuộc sống tĩnh tại cũng như là ít hoạt động gây ra. Về cơ bản thì lời khuyên của người thầy thuốc đối với các cái bệnh nhân nói chung cũng như là bệnh nhân cơ xương khớp hay là bệnh nhân thoái hóa khớp cũng như thoái hóa cột sống là một khi chúng ta có các dấu hiệu triệu chứng bệnh lý, các cái biểu hiện bất thường thì chúng ta nên đến khám bác sĩ, khám các thầy thuốc chuyên khoa là tốt nhất. Thì phần lớn các biểu hiện lâm sàng của bệnh cơ xương khớp là biểu hiện đau, do đó mà khi chúng ta thấy có biểu hiện đau ở đâu đó ở cột sống hay ở các cái khớp, rồi có cái hiện tượng là khó vận động ở các cái vị trí như vị trí này, tức là vị trí cột sống hoặc là khớp, thì chúng ta nên đến khám người thầy thuốc chuyên khoa, đặc biệt là chuyên khoa cơ xương khớp, là thầy thuốc chuyên khoa có chức năng và nhiệm vụ cũng như là kiến thức chuyên môn chuyên sâu để điều trị các bệnh cơ xương khớp và bệnh thoái hóa khớp. Nếu cái việc mà đi khám bệnh của người bệnh diễn ra ở giai đoạn sớm, giai đoạn mà chưa có các cái biểu hiện lâm sàng nặng cũng như chưa có biến chứng, thì cái việc chẩn đoán điều trị nó sẽ dễ dàng và nó hiệu quả hơn rất nhiều, cũng như là giảm được các cái gánh nặng chi phí cho người bệnh cũng như là cho hệ thống y tế, khi mà các phương pháp điều trị ở giai đoạn sớm thường là chỉ là tối thiểu và các biện pháp điều trị cũng với cái chi phí mà nó rất là hạn chế và tối thiểu thì nó sẽ giảm gánh nặng rất nhiều cho cả người bệnh, cho cả hệ thống y tế, cho cả xã hội.